Vâng, chúng ta đến với trận thi đấu tiếp theo. Greg của Hoàng Mai Nhi khá nhọ rồi đây. Một trận thi đấu mà các game thủ phía team Hà Nội trẻ bắt buộc phải thắng nếu như các anh không muốn chịu thất bại một cách tức tưởi trước team Thái Bình trẻ. Giành chiến thắng quá thuyết phục trong trận đấu đầu tiên với tỷ số 3-0, các anh chùn bước dần dần, thua C2 với tỷ số 3-2 và bây giờ đang bị dẫn ở C3 với tỷ số 2-1. Được đánh giá cao hơn khá nhiều so với team Thái Bình trẻ, đặc biệt là có sự góp mặt của Hoàng Mai Nhi. Vâng, có sự góp mặt của Hoàng Mai Nhi cùng với các game thủ như Gunny, Phan Lớp và MD, tức Mỹ Đình. Thế nhưng các bạn có thể thấy rằng là các game thủ của Thái Bình trẻ sau C đầu tiên còn bỡ ngỡ với lần đầu tiên lên team 1 của Thái Bình bé con, thì các anh đang trở lại với lợi hại gấp nhiều lần. Chúng ta đến với vâng màn hình máy của game thủ Hoàng Mai Nhi. Đây là một trận đấu mà bắt buộc các game thủ bên phía team Hà Nội trẻ phải chiến thắng. Hoàng Nhi đã bị chết một dân và anh vẫn đánh 25 dân, như vậy là bài 26-1. Chiếc BS đầu tiên không phải là chiếc BS quá đẹp, anh đang đóng hơi xa với tâm của cả cánh rừng, vậy mà nhìn không được đẹp cho lắm. Vâng, nhà L. Một trận bước sang đầu 11 của game thủ Hoàng Mai Nhi với bài 26-1, cầm Greg ở ngoài cánh. Trong cánh của anh đó chính là game thủ cầm màu 4, Van Lớp, thụt hẳn trong 9 giờ. Hy vọng là anh có đủ đồ ăn chứ không đói. Tiếp theo đó nữa là Gunny, và người ngoài cánh ở đầu bên kia đó chính là Mỹ Đình.
Vâng, như vậy là Hoàng Mai Nhi đối đầu với Việt BM. Chúng ta cùng chờ xem Hoàng Mai Nhi sẽ đánh trâu chém. Việt BM cũng vẫn chưa lên đời giống Hoàng Mai Nhi. Vâng, dường như Việt cầm Summerian. Vâng, bãi vàng của Hoàng Mai Nhi đang rất cố gắng được bò bế. Như thế này thì con ngựa chém sinh ra ở nhà L sẽ ở phía bên trong bãi vàng. Khá tù cho anh. Có cần chèn thêm một chiếc nhà BE để con ngựa chém sinh ra ở phía bên ngoài hay không? Các bạn có thể thấy rằng Hoàng Mai Nhi đã dần dần hết gỗ để có thể bo bế. Bãi gỗ lập đạo chuẩn bị sẵn sàng trong tư thế chiến đấu. Vâng, chiến thôi. Như vậy là Việt vừa cử ngay một con lạc đà tới bãi gỗ của Hoàng Mai Nhi. Hoàng Nhi tham sẽ rất nhỏ sau tơ này. Đúng dự đoán thì con ngựa chém đã sinh ra ở phía bên trong của bãi vàng. Cần thêm một e xây vào đúng góc 6 giờ của cái nhà BL này thì sẽ chặn được những con ngựa chém sinh ra ở phía bên trong. Tham lai của Hoàng Mai Nhi lúc này chỉ còn lại 22 trên 48 mà thôi. Anh đang bị Việt mở công vào bãi vàng. Vâng, Việt phải e rất nhanh. Rất kín đáo và rất nhanh. Cực kỳ nguy hiểm. Vâng, lúc này thì Việt VM đã có những chiếc nhà BA. Có cả L rồi. Nông dân của game thủ Hoàng Mi chạy đi thì đã gặp ngay màu 8 Hoàng Lan truy sát. Rất khó. Vâng, Greg đối đầu với Summer đã là một kèo khó rồi. Việt đang đánh rất chắc bài với những con lạc đà của mình. Dù Hoàng Lan có chọn phương pháp, xin các bạn, dù Hoàng Mi có chọn phương pháp gì, chạy đi hay ở lại đấu thì game thủ Việt VM đều có thể tiếp được hết. Vâng, chúng ta vẫn đang được theo dõi màn hình máy của game thủ. Vâng, đã chuyển sang game thủ Gunny rồi. Màu 8 Hoàng Lan đã câu nhà Gunny nhưng có vẻ không thành công. Đây là cung RAC. Thằng Gunny đang là 42 trên 52. Anh cũng vừa rồi cũng chết khá nhiều nông dân ở bãi gỗ. Màu 5 game thủ VM đang vào cuối nhà của Gunny. Gunny đang mất tay với những pha điều R đối với game thủ Tôm. Vì vậy mà lúc đó thì game Vì vậy lúc đó game thủ VM đã tranh thủ vào để ăn dân của Gunny. Và tham Gunny vẫn chưa lên 5x, vẫn đang chỉ là 40, vâng 40 trên 52. Việt VM trong suốt những trận đấu vừa qua anh đang thi đấu cực hay. Các bạn có thể thấy rằng, vâng, chỉ với 4 nhà BA. Vâng, làm gì đây? Việt đang chạy cả nông dân sang nhà của Gunny. Một pha chạy hơi nhầm đường, lạc lối một chút. Vâng, như vậy không phải, vừa rồi đó chỉ là dân của game thủ Mỹ Đình mà thôi. Như vậy Mỹ Đình đã giặt nhà rồi. Toàn bộ nông dân ở bãi ruộng của game thủ Gunny đã chạy. Gunny là người cầm cung ở trong cánh. Như dường như trận này có một nhà của Van Lớp đánh thẳng cung A trong cánh cơ. Chúng ta cùng chờ đợi thêm mấy phút nữa để khi những con cung đỏ của Hoàng Lan tiến sâu vào. Vâng, màu 4 lúc này tham lai bên phía team Thái Bình Trẻ đang đè khá mạnh rồi. Nó vào khoảng 40 và 60. Gunny một trận cầm AC không thành công. Có lẽ bây giờ anh mới hiểu được rằng là sức chém phu pha là như thế nào. Đây là nhà màu 4 và anh đang đánh cung A. Có lẽ là mark C. Vâng, mark C không đâm mi mà đánh cung A. Vâng, khá đông cung A của màu 4. Có lẽ nên chuyển sang màn hình máy của game thủ màu 4 Van Lớp để có thể theo dõi được kỹ hơn những tình tiết của trận đấu này khi anh đang là chủ lực. Vâng, các bạn có thể thấy rằng là timeline AC của game thủ Gunny lúc này chỉ còn có 27. Rõ ràng anh ở trong cánh nhưng mà là bị ốp chết một cách khá lãng xẹt.
Vâng, quyết rồi, tỷ số là 3-1 cho team Thái. Vâng, cho team Thái Bình trẻ. Rất bất ngờ. Bị thua 0-3 ở set đầu, nhưng càng đánh Thái Bình trẻ càng thể hiện